Nhìn sao cho ba cái răng của con hả? Trời ơi, đang chơi xong rồi bị rớt cái răng ra, xong rồi cho ba nè cô chú. Sao con cho ba đúng không? Có đau không con? Hả? Con lớn tuổi rồi nên rụng răng nè cô chú ơi. Có đau không? Lại là cái é giỡn xong rồi la é xong rồi nhả ra đây cho tôi đúng không? Sao? Ừ, cho ba đúng không? Cảm ơn nha. Giỏi, để ba cắt làm kỷ niệm nha. Không có bỏ. Ừ, ba thương.